Những bài học vượt thời gian từ triết gia Epictetus. Triết gia Epictetus, tác giả của tác phẩm nghệ thuật Sống, là một trong những đại diện vĩ đại nhất của chủ nghĩa khắc kỷ. Các khắc kỷ gia tin rằng, một người khôn ngoan là người không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực, mà sẵn lòng tuân theo quy luật tự nhiên và an bài của thần. Xin ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những điều con không thể thay đổi, sự dũng cảm để thay đổi những điều con có thể, và sự khôn ngoan để nhận ra sự khác biệt giữa điều có thể thay đổi và điều không thể thay đổi. Sinh ra với thân phận nô lệ ở Hierapolis, Phrygia ngày nay là Pamukkale, Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng năm 55 sau công nguyên. Epictetus là một triết gia người Hy Lạp, người ưa thích ngôn ngữ đơn giản và những bài học thực tế hơn là lý thuyết khôn khéo. Theo bước chân của các nhà hiền triết vĩ đại, ông đặt việc hoàn thiện bản thân và nhân cách là mục đích của cuộc sống, khuyến khích các học trò của mình nâng cao đạo đức thông qua các tình huống cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Đối với Epictetus, sự hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống của một người là hệ quả tự nhiên của hành vi đạo đức. Vì vậy, một cuộc sống hạnh phúc đồng nghĩa với một cuộc sống đạo đức. Bài viết này nêu bật một số bài học đáng nhớ nhất của Epictetus được biên soạn trong cuốn sách nghệ thuật Sống của ông, với mục đích giúp chúng ta trở thành một người tốt hơn và hạnh phúc hơn. 1. Biết những gì bạn có thể kiểm soát và những gì bạn không thể. Theo Epictetus, hạnh phúc và tự do chỉ có thể đạt được khi chúng ta hiểu rằng không phải mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Khi chúng ta muốn kiểm soát những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, chẳng hạn như cách người khác nhìn nhận về mình, gia đình mình có khá giả hay không, hoặc thân hình của mình như thế nào, chúng ta trở nên thất vọng, lo lắng và tìm lỗi. Đối với những thứ chúng ta có thể kiểm soát, chẳng hạn như thái độ và hành xử của mình, Epictetus cho rằng việc chịu trách nhiệm về chúng không chỉ là nhiệm vụ chính mà còn là con đường dẫn đến sự bình yên nội tâm. Tản tích thời La Mã tại Nicopolis. Epictetus sinh ra ở Pamukkale, Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Ông sống ở Rome, nơi ông là một nô lệ thời trai trẻ và được tự do sau cái chết của Nero, hoàng đế La Mã thứ 5 của triều đại Julio Claudian. Sau đó, ông sống lưu vong ở thành phố Nicopolis của Hy Lạp, nơi ông thành lập một trường triết học và sống phần đời còn lại của mình. 2. Phẩm giá quan trọng hơn danh tiếng. Trong các tác phẩm của mình, nhà triết học Hy Lạp thường phát triển các cuộc đối thoại với người đọc, dự đoán các câu hỏi có thể nảy sinh và nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Khi dạy về tầm quan trọng của việc trở thành một người tốt so với danh tiếng và quyền lực, ông đã không tiếc công sức giải thích giá trị của một nhân cách tốt. Nếu có thể trở nên giàu có và quyền lực mà vẫn giữ được danh dự của bản thân, sự trung thủy với gia đình, bạn bè, với các nguyên tắc và lòng tự trọng của mình, thì hãy chỉ cho tôi cách và tôi sẽ làm theo. Nhưng nếu tôi phải hy sinh sự chính trực của mình, thì thật ngu ngốc và ngớ ngẩn khi thúc giục tôi làm vậy. Theo Epictetus, danh tiếng là một sự theo đuổi vô ích vì nó phụ thuộc vào ý kiến của người khác, một thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Ông khẳng định rằng, bất chấp những lợi thế của việc có danh tiếng mang lại như có thể giúp đỡ bạn bè, nắm giữ những vị trí quyền lực và được mời đến những bữa tiệc sang trọng, thì tất cả đều vô nghĩa nếu phải đánh đổi tư cách đạo đức điều duy nhất mà một người có quyền kiểm soát và khía cạnh duy nhất có thể tạo ra sự khác biệt thực. Sự 3. Làm chủ bản thân là mục đích thực sự của chúng ta. Khái niệm tu dưỡng bản thân phổ biến ở cả xã hội phương Đông và phương Tây cổ đại, cũng giống như các nguyên tắc tâm linh của Phật giáo và Đạo giáo giảng về việc điều chỉnh tâm trí và thanh lọc tâm hồn để đạt được sự thăng hoa về tinh thần. Epictetus đã dạy các học trò của mình từ bỏ những thói quen có hại như lười biếng hay quên hoặc sao nhãng, để lấy lại mục đích thực sự của họ trong cuộc sống. Trường phái triết học Hy Lạp giảng rằng đức hạnh là đủ cho hạnh phúc và do đó quan trọng hơn những thứ bên ngoài như sức khỏe, của cải, sự thỏa mãn và danh tiếng. Khi chúng ta nhớ rằng mục tiêu của mình là sự thăng hoa về tinh thần, thì chúng ta sẽ quay lại nỗ lực để trở thành con người tốt nhất của mình. Đây là cách giành được hạnh phúc. Nhà triết học Hy Lạp giải thích rằng chúng ta có khả năng làm chủ bản thân khi trung thực với chính mình, biết rõ cả ưu điểm và khuyết điểm của mình. Khi chúng ta nhận biết được những tài năng trời phú của mình và nghe được tiếng gọi đặc biệt trong tâm, chúng ta sẽ tự nhiên phát triển trong những lĩnh vực mà chúng ta được định sẵn để vượt trội. Epictetus cũng khuyến khích các học trò của mình chấp nhận thử thách và không ngừng trau dồi kỹ năng. Hoàn cảnh khó khăn được coi là điều kiện tốt nhất để phát triển trí tuệ và nâng cao thể chất và đạo đức. 4. Làm tốt vai diễn của mình. Theo Epictetus,
tất cả chúng ta đều được thần giao cho những vai trò trong cuộc sống. Vì vậy, dù là lãnh đạo hay thường dân, người nổi tiếng hay người bình thường, chúng ta nên làm tròn bổn phận của mình trong khả năng tốt nhất mà không phàn nàn. Chỉ bằng cách cống hiến một vai diễn hoàn hảo, chúng ta mới có thể hòa hợp với sự an bài đã định sẵn và đạt được hạnh phúc. 5. Tiếp cận cuộc sống như một bữa tiệc. Triết gia Hy Lạp giảng rằng hành vi của một người phải phản ánh đạo đức và phẩm giá của anh ta. Vì vậy, ông khuyến khích các học trò của mình tránh xa hoa lãng phí và tự kiềm chế bản thân. Để truyền đạt bài học này, Epictetus đã so sánh cuộc sống với một bữa tiệc. Khi thức ăn được phục vụ, một người nên tự lấy cho mình phần vừa phải. Khi một món ăn đi qua, anh ta nên thưởng thức những gì đã có trên đĩa. Và nếu món ăn vẫn chưa đến, anh ta nên kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Thông qua sự so sánh khiêm tốn này, Epictetus đã bày tỏ tầm quan trọng của việc kiểm soát sự bốc đồng, dứt bỏ những ham muốn và trân trọng những gì mình đã có. Hành xử nhã nhặn và lịch sự là những đặc điểm của một quý ông. Aurea của Marcus Aurelius 176-177 sau Công nguyên. Trong số các học trò của Epictetus có Marcus Aurelius, một học trò xuất sắc, người sau này trở thành người cai trị đế chế La Mã. Được hướng dẫn bởi những lời dạy của thầy, ông được coi là một trong 5 vị hoàng đế tốt nhất trong lịch sử La Mã, người sử dụng trí tuệ và đức hạnh để cai trị. Các bài viết của ông được biên soạn trong cuốn sách có tên Suy tưởng Meditations đã đưa ra những hiểu biết quan trọng về triết học khắc kỷ. 6. Đổ lỗi là vô nghĩa. Epictetus giải thích rằng chúng ta không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện mà bởi cảm xúc và phản ứng của chúng ta đối với sự kiện đó. Các tình huống phát sinh chỉ đơn giản là bản chất của chúng, và chúng ta bị ảnh hưởng thế nào là do suy nghĩ của chúng ta quyết định. Vì vậy, khi chúng ta gặp thất bại, nản lòng hoặc thất vọng, chúng ta không nên đổ lỗi cho ai ngoài thái độ của chính mình. Một trong những dấu hiệu khởi đầu của sự tiến bộ đạo đức là sự đổ lỗi dần dần mất đi. Đổ lỗi cho người khác về những bất hạnh là thói quen của những người có đầu óc nhỏ nhen. Trách móc người khác là phổ biến giữa những người bình thường. Tuy nhiên, người khôn ngoan biết rằng chỉ tay vào người khác là việc vô ích. Ngược lại, họ coi khó khăn như một cơ hội để đề cao bản thân. 7. Không có gì thuộc về chúng ta. Nhà triết học khắc kỷ tin rằng không có gì thực sự là của chúng ta và mọi thứ chúng ta sở hữu cuối cùng sẽ trở về nơi nó đến. Ví như một đứa trẻ đã qua đời có thể được coi là sự trở về nơi xuất phát của sinh mệnh chứ không phải là sự mất mát. Epictetus khuyên rằng trong trường hợp mất mát vật chất, chẳng hạn như bị kẻ xấu trộm mất đồ, chúng ta nên kiềm chế để không cảm thấy tức giận mà thay vào đó. Hãy coi đó là sự trả lại đồ vật về nơi xuất phát. Chỉ khi đó chúng ta mới nhìn nhận sự mất mát dưới ánh sáng thích hợp. Vì vậy, ông khuyến khích các học trò của mình hết sức quan tâm đến những gì họ có trong khi cuộc đời cho phép họ có nó. Coi sự hài lòng và lòng biết ơn là những đức tính cần thiết của một người có đạo đức. 8. Sống hài hòa với cách cuộc sống đang diễn ra. Theo Epictetus, sự bình yên trong tâm hồn có thể đạt được khi một người luôn thực hiện các việc của mình trong khả năng tốt nhất có thể. Khi một người toàn tâm toàn ý cho các việc hiện tại, không bởi hoàn cảnh bắt buộc hay theo đuổi kết quả, thì người đó đã làm tròn vai trò của mình, dẫn đến sự tự nhận thức và thanh thản. Bằng cách này, ngay cả khi những khó khăn mà Epictetus mô tả là một phần an bài của thần phát sinh, thế giới nội tâm của một người vẫn không bị xáo trộn. Vì người đó hiểu rằng sẽ đạt được một điều, hoàn thành tốt nhất vai trò của mình trong thế giới này. 9. Tận dụng mọi điều xảy đến. Khó khăn phơi bày cá tính một người. Vì vậy khi một thách thức xuất hiện, hãy nhớ rằng Chúa Trời đang ghép cặp anh với một đối thủ đấu vật trẻ tuổi. Tại sao? Vì muốn trở thành một Olympian phải đổ mồ hôi. Tôi nghĩ không ai có được một thách thức tốt hơn của anh. Nếu anh tận dụng chúng như vận động viên đứng trước một đô vật trẻ tuổi. Những tín đồ của chủ nghĩa khắc kỷ biết rằng mọi chuyện xảy đến với chúng ta, dù tốt hay xấu, đều là một cơ hội. Một cơ hội để thực hành lòng tốt, một cơ hội để luyện tập tính kiên nhẫn, một cơ hội để rèn luyện sự kiên cường. Mọi trở ngại và chông gai có thể giúp ta cải thiện bản thân nếu chúng ta tập trung vào việc tận dụng nó thay vì để nó hạ gục mình. Các cơ hội để cải thiện là vô kể vì số lượng tình huống mà chúng ta gặp phải mỗi ngày là bất tận. Song nếu ta tận dụng được lợi thế của nó thì cũng cho ra kết quả tương tự. Ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, thông thái hơn và kiên nhẫn hơn. 10. Chăm sóc tâm trí giống như chăm sóc cơ thể.
nếu ai đó trao thân xác của anh cho một người qua đường, anh sẽ rất tức giận. Tuy vậy, anh lại dễ dàng trao đi tâm trí mình cho bất cứ ai bên cạnh, để họ có thể lạm dụng anh, khiến tâm trí anh xáo trộn và rối rắm. Và anh không hề xấu hổ vì điều đó. Những người khác không sử dụng thân thể của bạn hộ bạn, vậy tại sao bạn lại để họ suy nghĩ hộ mình? Thông thường chúng ta cho phép bản thân cảm thấy thất vọng và u sầu vì những suy nghĩ mà ta thậm chí không hề nghĩ cho chính mình. Dừng lại đi. Một người theo chủ nghĩa khắc kỷ là người giữ cho tâm trí tập trung vào những điều tốt đẹp và đúng đắn. Họ tạo ra một bộ quy tắc đạo đức của riêng mình và tuân theo nó. Bằng cách này, họ sẽ không dễ gì bị lung lay bởi lời nói của bất cứ ai, mà chỉ nhất mực nghe theo lý trí của bản thân. 11. Lựa chọn cái mà bạn muốn biểu lộ hoặc người khác sẽ chọn thay bạn. Nếu bản thân anh không lựa chọn đâu là suy nghĩ và hình ảnh mà anh muốn biểu lộ, thì người khác sẽ làm thay cho anh. Lời dạy của Epictetus càng trở nên đúng đắn hơn bao giờ hết trong thời đại ngày nay. Trong kỷ nguyên của mạng xã hội và chu kỳ tin tức 24/7 được thiết kế nhằm khiến chúng ta tiêu thụ không ngừng nghỉ, dường như ta đang liên tục nhồi nhét vào đầu những suy nghĩ không phải của mình. Càng dành nhiều thời gian để oán hận một câu chuyện không liên quan đến mình, chìm đắm trong cơn thịnh nộ truyền thông, thì bạn càng có ít thời gian theo đuổi những gì thực sự quan trọng. Nếu chúng ta không lựa chọn đặt điện thoại xuống và dành thời gian cho vợ chồng mình để giải quyết những vấn đề thực sự đang quấy rầy cuộc sống của ta, thì chiếc điện thoại đó sẽ thay ta lựa chọn bất cứ thứ gì thế giới này muốn ta cảm nhận và suy nghĩ, và không phải lúc nào điều đó cũng có lợi cho ta. 12. Tìm kiếm hình mẫu để học tập. Tất cả chúng ta đều mang theo những hạt mầm của sự vĩ đại trong mình, song ta cũng cần một hình mẫu đóng vai trò như một trọng điểm để tập trung vào, từ đó chúng mới có thể nảy mầm. Tất cả chúng ta đều muốn phát triển nhưng đôi khi không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu bạn muốn biết làm thế nào để cải thiện bản thân, hãy nhìn vào những người mà bạn ngưỡng mộ, những người có phẩm chất mà bạn muốn sở hữu. Đọc tiểu sử của những con người vĩ đại và lấy cảm hứng từ họ. Nếu muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang, hãy nghiên cứu cuộc đời của Coco Chanel. Nếu muốn trở thành một chính trị gia, hãy đọc gương Can Đảm. Điều cốt yếu là việc bắt chước những con người vĩ đại nhất có tác dụng đem sự vĩ đại bên trong bạn ra thế giới bên ngoài. 13. Trung thực với bản thân. Sự tự chủ phụ thuộc vào sự trung thực với bản thân. Cựu đặc nhiệm hải quân SEAL và vận động viên siêu sức bền David Goggins từng phải giảm 100 pound trong vòng 3 tháng để đủ điều kiện tham gia huấn luyện SEAL. Thay vì tự phỉnh nịnh bản thân để xoa dịu cái tôi về tình huống này, ông đã quyết định thành thật và phũ phàng với chính mình. Ông không hề chỉ hơi thừa cân một chút, ông quá béo. Nghe thì đau đấy, nhưng nỗi đau này cuối cùng đã thúc đẩy ông tạo ra những thay đổi cần thiết để trở thành một người khiến bản thân tự hào. Không phải ai trong chúng ta cũng phải giảm 100 pound trong 3 tháng. Song chúng ta đều có những lĩnh vực mà ở đó ta sẽ thu được lợi ích từ việc thành thật với bản thân hơn. Bát đĩa cần được rửa nhưng ta lại nói rằng mình đã quá mệt mỏi sau một ngày làm việc dài. Nhưng có lẽ chúng ta không hề mệt, có thể chỉ là ta lười biếng mà thôi. Sự thật mất lòng, nhưng đó là thứ mà ta cần nghe. 14. Bắt đầu sống như bản thể lý tưởng mà bạn mong muốn. Trước tiên hãy tự nhủ với mình kiểu người mà anh muốn trở thành. Sau đó hãy làm những gì phải làm. Vì gần như trong mọi sự theo đuổi mà ta quan sát được, điều này luôn chính xác. Những người theo đuổi sự nghiệp thể thao trước hết lựa chọn môn thể thao họ muốn chơi rồi sau đó luyện tập. Hãy ngừng việc mơ tưởng về con người mà bạn có thể trở thành. Thay vào đó, hãy thận trọng xác định kiểu người bạn muốn trở thành và bắt đầu sống đúng như vậy. Điều ngăn cản ta hành động để thay đổi cuộc sống của mình thường không phải do thiếu khao khát thay đổi mà là sự thất bại trong việc xác định loại thay đổi ta muốn thực hiện. Bạn muốn trở thành người kiên nhẫn hơn ư? Hãy cứ kiên nhẫn hơn. Đừng nổi cáu khi mọi chuyện không theo ý mình. Lắng nghe khi người khác đang nói, ngay cả khi bạn chẳng hề quan tâm đến điều họ nói. Hãy quyết định kiểu người mà bạn muốn trở thành và bắt đầu sống đúng như vậy, ngay bây giờ. 15. Nếu muốn phát triển, hãy sẵn sàng để bị coi như một tên ngốc. Để thực hiện tốt bất cứ điều gì, anh phải sẵn lòng khiêm tốn mắc lỗi một chút, tin tưởng bản thân, lạc lối và trở nên ngu ngốc. Đủ can đảm để thử sức một nhiệm vụ và có khả năng thể hiện kém cỏi. Những cuộc đời tầm thường biểu lộ bằng nỗi sợ không làm được khi thử sức với điều mới mẻ. Thực tế là trong bất cứ nỗ lực thử sức nào, khi mới bắt đầu không phải lúc nào ta cũng biết mình cần phải làm gì. Ta sẽ vấp ngã, bỏ lỡ thời cơ và thất bại rất nhiều lần.
nếu người khác đang theo dõi, có thể ta sẽ bị chế giễu và trêu chọc. Tất cả các khán giả đều im lặng trong suốt màn biểu diễn của Kevin Hart, người được cho là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng nhất hiện nay trong buổi mở mic đầu tiên. Bạn và bất cứ ai mà bạn biết đều vấp ngã khi bước những bước đầu tiên giống như một đứa trẻ. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta, giống như Hart, tiếp tục đứng lên, phủi bụi trên áo và cải thiện chính mình. 16. Khởi động thường là phần khó nhất. Những bước đi đầu tiên hướng đến sự thông thái thường khó khăn nhất, vì tâm hồn yếu đuối và bướng bỉnh của chúng ta khiếp sợ những nỗ lực mà không có sự bảo đảm chắc chắn phần thưởng và sự mới lạ. Trong bất cứ chương trình tự phát triển nào, phần khởi đầu luôn là phần khó nhất. Nếu bạn chưa từng tập luyện hàng năm trời thì ý tưởng bắt đầu một chương trình chạy bộ nghe thật đáng sợ. Nhưng nếu, mặc cho nỗi sợ hãi, bạn xỏ giày vào chân và lên đường chạy, thì một điều lạ lùng sẽ xảy ra. Vào cuối đường chạy, bạn sẽ cảm thấy như mình vừa có được một thành tựu. Một cảm giác rằng dù cho cảm xúc của bạn có nói gì chăng nữa, thì bạn cũng đã làm điều tốt nhất cho bản thân. Và một điều tuyệt vời hơn nữa xuất hiện, càng làm nhiều thì việc đó sẽ ngày càng dễ dàng và đến cuối cùng, nó sẽ trở thành thói quen thường ngày đối với bạn. 17. Giữ kín kế hoạch của mình. Ở những nơi công cộng, tránh nói quá nhiều về những thành tựu và nguy cơ của bản thân. Vì có thể đối với anh việc kể lể những nguy cơ của mình là chuyện thú vị, nhưng với người khác thì không. Con người là động vật xã hội. Tất cả chúng ta đều nhạy cảm trong việc mong muốn sự công nhận của người khác và vì thế, ta thường cảm thấy cần phải chia sẻ từng chi tiết cụ thể về cuộc sống của mình mà phần lớn chẳng ai thực sự quan tâm. Tệ hơn nữa, nếu bạn cảm thấy cần làm điều này thì rất có khả năng bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác. Những người khác không phải lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích tốt nhất cho bạn và sẽ phóng chiếu những trải nghiệm của riêng họ, những thứ không thật sự khớp với cuộc sống của bạn, vào các vấn đề của bạn. Nếu bạn đang đạt được những tiến bộ trong quá trình thực hiện ước mơ của mình, đừng tiêu tốn năng lượng đi khoe với mọi người. Thay vào đó, hãy tập trung tạo ra nhiều tiến bộ hơn. 18. Thấu hiểu hạn chế của bản thân. Tự do không phải là quyền hay khả năng làm bất cứ việc gì anh thấy vui. Tự do đến từ việc thấu hiểu những giới hạn sức mạnh trong anh và giới hạn tự nhiên do đấng bề trên sắp đặt. Bằng cách chấp nhận những giới hạn cuộc đời và những điều không thể tránh khỏi, rồi chung sống hòa thuận thay vì đấu tranh với nó, chúng ta sẽ được tự do. Mặt khác, nếu chúng ta khuất phục trước những ham muốn thoáng qua với những gì không nằm trong tầm kiểm soát, thì sẽ không còn tự do nữa. Thứ có thể hỗ trợ Epictetus trong thời điểm ông là nô lệ chính là việc học cách chấp nhận những giới hạn mà tự nhiên đặt ra cho mình. Ông sinh ra với thân phận nô lệ và vì thế, theo luật La Mã, ông là tài sản của một người khác. Cũng có tin đồn rằng chính người chủ này đã làm gãy chân và khiến ông trở thành người tàn tật trong suốt quãng đời còn lại. Ông trải qua tất cả những thăng trầm ấy mà không một lời oán than. Thay vào đó, ông nỗ lực làm việc của mình tốt nhất có thể trong giới hạn của bản thân và sống một cuộc đời vượt trội theo cách riêng của mình. Bằng việc hiểu rõ giới hạn của bản thân và thúc đẩy chúng, bạn sẽ không còn là nô lệ cho những lời nói rằng bạn có thể hay không thể làm gì của người khác, và cũng không còn so sánh mình với bất cứ ai nữa. Đây không có ý khuyến khích bạn dùng giới hạn của mình để bào chữa mà hãy dùng chúng để biết được đâu là thứ chẳng đáng để bận tâm. Những hạn chế không còn kiểm soát bạn, chúng dạy bạn đâu là những thứ nằm trong tầm kiểm soát và đâu là những thứ không. 19. Giữ vững niềm tin. Lòng trung thành là liều thuốc giải độc cho những cay đắng và bối rối. Nó khẳng định một niềm tin rằng chúng ta sẵn sàng cho bất cứ điều gì thiêng liêng đến với mình. Định nghĩa khắc kỷ về niềm tin vừa giống và cũng vừa khác với định nghĩa của tôn giáo truyền thống. Họ không tin vào một thế lực thần thánh đến giải cứu khi họ cần nhất, mà niềm tin này xuất phát từ việc bạn biết rằng mình đang làm những điều tốt nhất có thể, từ việc chấp nhận những sự việc ngoài tầm kiểm soát và ngừng phán xét chúng. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ tin rằng càng thực hành công lý và lòng tốt thì chúng sẽ càng tự bộc lộ trong những gì ta làm. Vì vậy, hãy giữ vững niềm tin. Tin rằng nếu chúng ta hài lòng với việc đúng đắn mà ta đã làm, thì vũ trụ sẽ lo liệu phần còn lại. Hoàn cảnh không tạo nên người đàn ông, họ chỉ bộc lộ anh ta với chính mình. Khoảng cách đến Chúa ở mọi nơi không giống nhau sao? Các sự kiện xảy ra như chúng xảy ra, mọi người cư xử như họ vốn có, nắm lấy những gì bạn thực sự nhận được. Đừng nói về bất cứ điều gì tôi đã đánh mất nó,
mà hãy nói tôi đã trả lại nó. Tất cả triết lý nằm trong hai từ duy trì và tiết chế. Quyết định trở nên phi thường và làm những gì bạn cần làm ngay bây giờ. Một con tàu không nên đi trên một chiếc neo duy nhất, cũng không nên sống trên một hy vọng duy nhất. Đừng đặt mục đích của bạn ở một nơi và mong đợi sẽ thấy sự tiến bộ đạt được ở một nơi khác. Đừng giải thích triết lý của bạn, hiện thân nó. Quyết định trở nên phi thường và làm những gì bạn cần làm ngay bây giờ. Đừng giải thích triết lý của bạn, hiện thân nó. Không ai tự do mà không làm chủ được chính mình. Nếu họ khôn ngoan, đừng cãi nhau với họ. Nếu họ là kẻ ngốc, hãy bỏ qua họ. Một thành phố không được tô điểm bởi những thứ bên ngoài, mà bởi đức hạnh của những người sống trong đó. Nếu bạn muốn trở nên tốt, trước tiên hãy tin rằng bạn xấu. Vì tôi không tồn tại vĩnh viễn, nhưng là một con người, một phần của toàn thể như một giờ là một phần của ngày, giống như một giờ tôi phải đến, và như một giờ trôi qua. Hãy là một người giống nhau ở nơi công cộng cũng như ở nơi riêng tư. Nếu bạn gặp cám dỗ, hãy sử dụng sự tự chủ. Nếu bạn gặp đau đớn, hãy sử dụng cường độ cao. Nếu bạn gặp phải sự phản đối, hãy sử dụng sự kiên nhẫn. Nếu anh em của bạn làm trái với bạn, đừng quá nhớ việc làm sai của anh ấy, nhưng hơn bao giờ hết rằng anh ấy là anh trai của bạn. Khi được hỏi, ai là người giàu? Trả lời, anh ấy là người bằng lòng. Tuân theo các nguyên tắc của bạn như thể chúng là luật. Đừng lo lắng nếu người khác chỉ trích hoặc cười nhạo bạn, vì ý kiến của họ không phải là mối quan tâm của bạn. Không đòi hỏi rằng các sự kiện phải xảy ra như bạn muốn, nhưng ước gì chúng xảy ra như chúng xảy ra, và bạn sẽ tiếp tục tốt. Trong thời thịnh vượng, rất dễ dàng tìm thấy một người bạn. Nhưng trong nghịch cảnh, đó là khó khăn nhất trong tất cả mọi thứ. Đừng sống theo những quy tắc của riêng bạn mà hãy hòa hợp với thiên nhiên. Chỉ có một cách để hạnh phúc và đó là ngừng lo lắng về những điều nằm ngoài khả năng hoặc ý muốn của chúng ta. Ngữ pháp sẽ cho bạn biết cách viết, nhưng có viết hay không, ngữ pháp sẽ không nói. Nếu bạn làm hòa với tất cả những thứ nằm ngoài khả năng của mình, từ chối chống lại chúng, bạn sẽ là kẻ bất khả chiến bại. Và hãy im lặng trong phần lớn thời gian, nếu không thì chỉ đưa ra những nhận xét cần thiết nhất và diễn đạt những điều này bằng vài từ. Kiểm soát đam mê của bạn kẻo chúng báo thù bạn. Người hay cười với chính mình thì không bao giờ hết chuyện để cười. Hoặc là Đức Chúa Trời muốn xóa bỏ điều ác và không thể, hoặc anh ta có thể, nhưng không muốn. Liên tục nhắc nhở bản thân rằng bạn là một sinh vật phàm trần và một ngày nào đó sẽ chết. Tự tin trong mọi việc ngoài ý muốn và thận trọng trong mọi việc dưới sự kiểm soát của ý chí. Một cây nho không thể hành xử một cách ô uế, cũng không thể một cây ô liu thân thiện. Điều đó là không thể tưởng tượng được. Nếu bạn không thể làm gì tốt hơn là khen ngợi tôi về điều đó, thì bài phát biểu của tôi đã thất bại. Nếu điều ác được nói về bạn, và nếu điều đó là sự thật, hãy sửa chính mình. Nếu nó là một lời nói dối, hãy cười nó. Ngài là người khôn ngoan, không đau buồn vì những điều mình không có, nhưng vui mừng vì những điều mình có. Tôi có một người hàng xóm xấu tệ, tức là vì chính anh ta. Tuy nhiên, đối với tôi,
anh ấy rất tốt. Anh ấy thực hiện quyền công bằng và hòa đồng của tôi. Tôi phải chết. Nếu bây giờ là bây giờ, thì tôi chết ngay bây giờ. Nếu muộn hơn, thì bây giờ tôi sẽ ăn trưa, vì giờ ăn trưa đã đến và sắp chết tôi sẽ có xu hướng muộn hơn. Vì vậy, khi chúng ta thất vọng, tức giận hay không vui, đừng bao giờ bắt bất cứ ai ngoại trừ chính chúng ta, tức là những phán đoán của chúng ta phải chịu trách nhiệm. Trong thời thịnh vượng, rất dễ dàng tìm thấy một người bạn. Nhưng trong nghịch cảnh, đó là khó khăn nhất trong tất cả mọi thứ. Chăm sóc cơ thể khi cần thiết, nhưng hãy dành nguồn năng lượng và nỗ lực chính vào việc trau dồi tâm trí. Bạn ơi, hãy nghĩ lại trước về việc bạn sẽ làm gì, sau đó là bản chất của bạn có thể chịu đựng được những gì. Gắn mình với những gì cao siêu hơn về mặt tinh thần, bất chấp những gì người khác nghĩ hoặc làm. Giữ vững khát vọng thực sự của bạn bất kể điều gì đang xảy ra xung quanh bạn. Nhưng nếu với sự run rẩy và than thở mà bạn cố gắng không rơi vào tình trạng mà bạn tránh né, hãy cho tôi biết bạn đang tiến bộ như thế nào. Nếu ai đó nên nói với bạn rằng một người cụ thể đã nói chuyện chỉ trích bạn, đừng bận tâm đến những lời bào chữa hoặc bào chữa. Chỉ mỉm cười và trả lời, tôi đoán người đó không biết về tất cả những lỗi lầm khác của tôi. Nếu không, anh ấy sẽ không chỉ đề cập đến những điều này. Tôi được sinh ra để bay đến bất cứ nơi nào tôi thích, sống trong không gian thoáng đãng, ca hát bất cứ khi nào tôi muốn. Bạn tước bỏ tất cả những điều này khỏi tôi và sau đó nói, bạn bị sao vậy? Không ai tự do mà không làm chủ được chính mình. Tự do là mục tiêu xứng đáng duy nhất trong cuộc sống. Nó chiến thắng bằng cách bỏ qua những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Chỉ có học vấn là miễn phí. Còn gì khác là tự do ngoài sức mạnh để sống cuộc đời của chúng ta theo cách chúng ta muốn? Không. Sự tự do sẽ mất đi trừ khi chúng ta coi thường những thứ đã đặt cái ách trên của chúng ta. Tự do được bảo đảm không phải bằng việc đáp ứng các ham muốn của đàn ông, mà bằng việc loại bỏ ham muốn. Chúng ta không nên có một con dao cùn hoặc một quyền tự do ngôn luận bị quản lý kém. Nếu bạn muốn được tự do, đừng ham muốn bất cứ điều gì phụ thuộc vào người khác, kẻo bạn biến chúng thành chủ nhân của mình. Bạn sẽ nhận được gì khi đánh đổi sự tự do của mình? Kiểm tra xem tài sản mới đáng tự hào của bạn sẽ đáng giá bao nhiêu. Bạn có thể bắt lấy chân tôi, nhưng chính thần rất không thể làm tốt hơn ý chí tự do của tôi. Tự do và nô lệ, một là tên của đức hạnh và một là khác, và cả hai đều là hành vi của ý chí. Bạn sẽ tìm thấy sự thanh thản và độc lập ở đâu trong một thứ gì đó tự do hay một thứ gì đó bị nô lệ. Làm việc trong phạm vi kiểm soát của chúng tôi tự do, độc lập và mạnh mẽ. Ngoài phạm vi đó, chúng ta yếu đuối, hạn chế và phụ thuộc. Ai sau đó sẽ được tự do? Hãy để anh ta không ước gì, không để anh ta từ chối điều gì, mà phụ thuộc vào người khác. Nếu không, anh ta nhất thiết phải làm nô lệ. Nếu ai đó cố gắng kiểm soát cơ thể bạn và biến bạn thành nô lệ, bạn sẽ đấu tranh cho tự do. Vậy mà bạn dễ dàng giao tâm trí của mình cho bất cứ ai xúc phạm bạn. Khi bạn chăm chú vào lời nói của họ và để họ chi phối suy nghĩ của mình, bạn đã biến họ thành chủ nhân của mình. Tuy nhiên, nếu tôi tự giải thoát mình khỏi chủ có nghĩa là khỏi những cảm xúc khiến chủ tôi sợ hãi tôi có thể gặp rắc rối gì. Không còn người đàn ông nào là chủ nhân của tôi nữa. Khi ở một mình, bạn nên gọi đây là sự yên tĩnh và tự do, còn khi ở cùng nhiều người, bạn không nên gọi đây là đám đông, hay rắc rối hay lo lắng, mà hãy là lễ hội và bầu bạn và hài lòng chấp nhận nó.
hãy xem xét cách chúng ta áp dụng ý tưởng tự do cho động vật. Có những con sư tử được thuần hóa mà người ta lồng, nuôi, cho ăn và mang theo chúng đi bất cứ đâu. Vậy mà ai sẽ gọi một con sư tử như vậy là tự do? Cuộc sống của nó càng dễ dàng, thì nó càng trở nên tồi tệ hơn. Không có con sư tử nào được phú cho lý trí và sự quyết đoán sẽ chọn trở thành một trong những mẫu vật cưng này. Đau ốm nhưng hạnh phúc, trong nguy hiểm nhưng hạnh phúc, chết nhưng vẫn hạnh phúc, lưu vong và hạnh phúc, trong ô nhục và hạnh phúc. Không ai là không hạnh phúc vì người khác. Một người đàn ông nên sống sao cho hạnh phúc của anh ta càng ít phụ thuộc vào những thứ bên ngoài càng tốt. Chỉ có một cách để hạnh phúc và đó là ngừng lo lắng về những điều nằm ngoài khả năng hoặc ý muốn của chúng ta. Hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào ba điều. Tất cả đều nằm trong khả năng của bạn, ý chí của bạn, ý tưởng của bạn liên quan đến các sự kiện mà bạn tham gia và việc bạn sử dụng ý tưởng của mình. Hạnh phúc và tự do bắt đầu với sự hiểu biết rõ ràng về một nguyên tắc, một số điều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, và một số điều thì không. Nếu có người nào không vui, hãy để anh ấy nhớ rằng anh ấy không hạnh phúc chỉ vì bản thân mình, vì Đức Chúa Trời đã khiến mọi người được hưởng sự trung thành và sự tốt lành. Thực sự thì điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn, được sống trong hòa bình, hạnh phúc, được làm theo ý mình và không bao giờ bị làm trái ý muốn của mình. Hãy nhớ từ bây giờ bất cứ khi nào điều gì đó có xu hướng làm bạn không vui, hãy rút ra nguyên tắc này. Đây không phải là điều bất hạnh, nhưng dũng cảm mang theo nó là một may mắn. Đối với nơi bạn thấy bất ổn, đau buồn, sợ hãi, mong muốn thất vọng, chán ghét thất bại, ghen tị và đố kỵ, thì hạnh phúc không có chỗ cho sự thừa nhận. Và khi các giá trị là sai, những đam mê này chắc chắn sẽ theo sau. Hạnh phúc thường bị nhầm với niềm vui hoặc sự nhàn hạ được trải nghiệm một cách thụ động. Quan niệm về hạnh phúc đó chỉ tốt khi nó phát triển. Đối tượng duy nhất xứng đáng cho mọi nỗ lực của chúng ta là một cuộc sống thăng hoa. Hạnh phúc đích thực là một động từ. Đó là hiệu suất năng động liên tục của những việc làm xứng đáng. Cuộc sống thăng hoa có nền tảng là ý định nhân đức, là điều mà chúng ta liên tục ứng biến. Và khi làm như vậy, tâm hồn chúng ta trưởng thành. Cuộc sống của chúng ta có ích cho bản thân và cho những người mà chúng ta tiếp xúc. Nếu bạn muốn trở nên giàu có, bạn nên biết rằng đó không phải là điều tốt và cũng không phải là điều gì tốt nhất trong khả năng của bạn. Nhưng nếu bạn muốn hạnh phúc, bạn nên biết rằng đó là điều tốt cả về khả năng của bạn. Đối với một là sự vay mượn tạm bợ của tài sản và hạnh phúc đến từ ý muốn. Cuộc sống là một bản nhạc và bạn phải nhảy. Tiếp cận cuộc sống như thế vận hội Olympic của riêng bạn. Vậy thì cái gì là của riêng bạn? Cách bạn sống cuộc sống của bạn. Cuộc sống của mỗi người là một cuộc chiến và lâu dài và đa dạng. Đọc sách không phải là một kiểu chuẩn bị cho cuộc sống sao? Đừng sống theo những quy tắc của riêng bạn mà hãy hòa hợp với thiên nhiên. Hãy cho tôi bằng mọi cách cuộc sống ngắn hơn và cao hơn, thay vì một cuộc sống dài hơn nhưng ít tài khoản hơn. Toàn bộ điểm của việc học là sống theo những lời dạy. Vì gỗ là chất liệu của người thợ mộc và đá cẩm thạch là chất liệu của nhà điêu khắc, nên chủ đề của nghệ thuật sống là cuộc sống của bản thân. Nhiệm vụ đầu tiên của người muốn sống khôn ngoan là giải thoát bản thân khỏi sự gò bó của sự hấp thụ bản thân. Nếu bạn tình cờ chuyển sự chú ý của mình sang những thứ bên ngoài, vì niềm vui của bất kỳ ai, hãy yên tâm rằng bạn đã phá hỏng kế hoạch cuộc đời của mình. Dù chúng ta có muốn trả giá cho những phần thưởng của cuộc sống hay không luôn là sự lựa chọn của chúng ta, và thường thì tốt nhất là chúng ta không nên trả giá, vì cái giá đó có thể là sự chính trực của chúng ta. Đừng quá dính mắc vào cuộc sống,
vì nó giống như cuộc ra đi của một thủy thủ trên bờ biển vào bất cứ lúc nào. Thuyền trưởng có thể thổi còi, gọi bạn trở lại bóng tối vĩnh cửu. Thà chết đói vì sống mà không đau buồn và sợ hãi, còn hơn là sống với một tinh thần rối ren giữa sự dư dật. Cẩn thận khoảnh khắc này, đắm mình vào các chi tiết của nó. Đáp lại người này, thách thức này, hành động này. Bỏ trốn tránh, ngừng tự tạo cho mình những rắc rối không cần thiết. Đó là thời gian để thực sự sống, để hoàn toàn sống trong hoàn cảnh mà bạn đang ở hiện tại. Tự mãn nguyện với việc trở thành một người yêu thích trí tuệ, một người tìm kiếm sự thật. Trở lại và trở lại một lần nữa những gì cần thiết và xứng đáng. Đừng cố tỏ ra khôn ngoan với người khác. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống khôn ngoan, hãy sống theo điều kiện của bạn và con mắt của chính bạn. Hãy nhớ rằng mệnh lệnh thiêng liêng là thông minh và về cơ bản là tốt. Cuộc sống không phải là một chuỗi các tình tiết ngẫu nhiên, vô nghĩa, mà là một tổng thể có trật tự, trang nhã tuân theo các quy luật cuối cùng có thể hiểu được. Khi chúng ta là khách trong một bữa tiệc tối, chúng ta hài lòng với thức ăn được cung cấp. Nếu ai đó bảo chủ nhà bỏ cá hoặc bánh ra, anh ta sẽ tỏ ra thô lỗ. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực, chúng ta yêu cầu các vị thần cho những gì họ không ban cho, và điều này mặc dù họ đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều.